Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin tử vi tổng quan ngày 19 tháng 5 năm 2024, Chủ nhật dương lịch. Âm lịch là ngày 12 tháng 4 năm 2024, là ngày Quý Mùi, tháng Kỷ Tỵ, năm Giáp Thìn, tiết khí lập hạ, ngày trực mãn. Hôm nay là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, và giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Hợi và tuổi Mão, lục hợp với tuổi Ngọ, xung với tuổi Sửu, hình với tuổi Sửu và tuổi Tuất, phá với tuổi Tuất. Về ngũ hành niên mệnh, dương liễu mộc, hôm nay là ngày Quý Mùi, tức chi khắc can, thổ khắc thủy là ngày hung phạt nhật. Nạp âm dương liễu mộc, kỵ tuổi Đinh Sửu và tuổi Kỷ Sửu. Ngày thuộc hành mộc, khắc hành thổ, đặc biệt người tuổi Tân Mùi, tuổi Kỷ Dậu thuộc hành thổ không sợ mộc, ngược lại nhờ mộc khắc mà được lợi. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Hợi, Mão thành mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hình Tuất, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Tuất, tam sát kỵ tuổi Thân, Tý, Thìn. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Đinh Sửu và tuổi Kỷ Sửu. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Quý Hợi và tuổi Ất Hợi. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: Thiên Phú tốt thăng quan cầu tài, Thiên Phúc tốt thăng quan cầu phúc, Nguyệt Tài tốt di đồ xuất hành khai thị, Lộc Khố tốt nạp tài tồn khoản, Ích Hậu tốt tế tự cầu phúc cầu tự, Minh Đường tốt thăng quan an sàng an táo, Phúc Đức tốt thưởng hạ yến hội, Thiên Vu tốt tế tự cầu phúc, Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu thì gồm có sao: Thổ Ôn kỵ động thổ xuyên tình, Quả Tú kỵ giá thú, Phủ Đầu Giáp kỵ phạt mộc khởi tạo, Tam Tang kỵ an táng, Đại Sát kỵ tuyển tướng huấn binh, Phi Liêm kỵ thu dưỡng lục xúc, Địa Thư kỵ giá thú, Thiên Cầu kỵ tế tự giá thú sanh sản, Khô Ngư kỵ tài trùng tài giống, Lao Nhật kỵ thượng quan xuất hành. Trong đó có sao Thiên Ân là sao đại cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 19 tháng 5, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sở kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như phạt mộc, khởi tạo, xuyên tỉnh, thu dưỡng lục xúc. Hướng xuất hành ngày hôm nay: đi theo hướng Tây Bắc để đón tài thần và đi theo hướng Đông Nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày hảo dương, xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm mọi việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 19 tháng 5 năm 2024. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, cục diện tương hại xuất hiện trong tử vi của người tuổi Tý là lời cảnh báo họa tiểu nhân treo lơ lửng trên đầu con giáp này. Bạn được nhắc nhở cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. Có thể những lời nói tưởng chừng như vô tình của bạn
khiến người khác hiểu sai, lấy đó làm cái cớ để đâm thọc bạn. Kiếp tài báo hiệu hôm nay không phải là một ngày may mắn của người tuổi Tý. Bạn dễ chịu phải những ánh mắt nghi ngờ của đồng nghiệp hoặc những người thân thiết. Bản mệnh nên bình tĩnh xử lý tình huống, đừng nóng giận mà làm những hành động mù quáng gây ảnh hưởng đến hình tượng. Người làm ăn kinh doanh cần cẩn thận trước nguy cơ bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Hãy nắm bắt kỹ từng đường đi nước bước của mình. Trước khi bán hàng hoặc ký kết hợp đồng, cần kiểm tra cẩn thận để tránh mất tiền không đáng. Với những tuổi Giáp Tý, mệnh kim, hãy thử nghe theo lời khuyên của người khác, thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề. Với những tuổi Bính Tý, mệnh thủy, tình cảm vợ chồng phai nhạt dần nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Với những tuổi Mậu Tý, mệnh hỏa, họa phá tài rình rập, chi nhiều hơn thu. Với những tuổi Canh Tý, mệnh thổ, nếu có chút tiền trong tay cũng tránh việc tỏ ra kiêu ngạo. Với những tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, tập trung vào công việc, đừng để bị sao nhãng. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 10. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, cục diện tương xung báo hiệu những mâu thuẫn cãi vã có thể xảy đến với người tuổi Sửu trong hôm nay. Bạn rất dễ nổi nóng hoặc có chuyện mà không kiềm chế được bản thân khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Chút bất đồng nhỏ cũng có thể dẫn tới khẩu chiến hay xô xát lớn. Ngoài ra, do chịu tác động của cục diện tương hình, bạn mới có thể tự tay phá hỏng những mối quan hệ xã giao đã dày công vun đắp chỉ vì tính nóng nảy của mình. Lời nói ra thẳng thắn quá mức dễ làm mất lòng người khác. Thiên quan nhập cục là dấu hiệu cho thấy tiểu nhân xuất hiện. Con giáp này không kiểm soát được cảm xúc của mình, dễ vì vài vấn đề nhỏ nhặt mà trở nên nóng nảy, nhiều khi vô tình gây họa vào thân mà chẳng hề hay biết. Tiểu nhân lợi dụng chính những điểm đó để gây bất lợi cho công việc của bạn. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh kim, chớ nên quá mải mê với sự nghiệp. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, tình cảm đôi lứa vướng phải không ít trục trặc. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, dễ bề kiếm tiền nhờ duyên buôn bán, nhạy bén với thời cuộc. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, cần tuân thủ đúng quy định đã được đặt ra. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, quá mức thẳng thắn dễ tổn thương người khác. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 93. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, dưới tác động của thương quan, người tuổi Dần có thể cảm thấy chán nản với những công việc hiện tại khi mà mọi thứ cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác theo một cuồng quay bất di bất dịch. Bạn có thể có ý định muốn nghỉ học hoặc thôi việc. Thế nhưng bạn cần phải có suy nghĩ thật chín chắn và rõ ràng về vấn đề này, nhất là ở thời điểm khó khăn như hiện tại. Trong ngày, những giao dịch tài chính đòi hỏi tuổi này phải chuẩn bị thật kỹ cũng như thật kiên nhẫn. Nếu bạn hành động hấp tấp
thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Khi đó mất tiền mất của là điều khó tránh. Cảm giác dằn vặt và tự trách khiến bạn suy nghĩ rất tiêu cực. May mắn có thiên hỷ cho thấy chuyện tình cảm có nhiều niềm vui. Mối quan hệ giữa bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là người biết chăm lo cho mái ấm của mình. Dù là người bận rộn đến mấy, bạn cũng luôn trân trọng tình thân vì hiểu rằng đó là thứ tình cảm vô giá mà không gì có thể đánh đổi được. Với những tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, đừng nên bỏ dở công việc giữa chừng. Với những tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, không nên mưu cầu toan tính làm ăn đầu tư. Với những tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, trong tình yêu, niềm tin quan trọng hơn lòng trung thủy. Với những tuổi Canh Dần, mệnh mộc, có nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vì mù quáng tin người. Với những tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, chớ nên xem tiền là tất cả, bạn dễ lạc đường. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 68. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy tam hợp đứng bóng hôm nay được coi là một ngày vượng khí với người tuổi Mão, khi rất nhiều tin vui sẽ đến với bạn ở hầu hết các phương diện, từ công việc, tài chính đến tình cảm lứa đôi. Thời điểm này, nếu có đề xuất gì cho công việc hiện tại, bạn có thể mạnh dạn đề xuất, khả năng được chấp thuận là khá cao. Sau một khoảng thời gian đầy khó khăn và áp lực trong công việc, thì dường như dưới sự giúp sức của thực thần sẽ là ngày mà bạn tìm thấy sự khuây khỏa, đem lại những phút thư giãn thoải mái. Hãy tận dụng cơ hội này để lạp năng lượng cho mình trước khi bước vào một cuộc chiến mới với công việc, với các mục tiêu nhé. Trên thế gian này, chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu. Cả hai có thể hy sinh nhiều thứ cho người mình yêu, lấy tình yêu làm động lực để tạo dựng cho nhau một tương lai tốt đẹp với tổ ấm gia đình. Với những tuổi Ất Mão, mệnh thủy, cứ chuyên tâm phát triển sự nghiệp sẽ nhận được kết quả tốt. Với những tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, đường tài lộc khởi phát có lợi cho người làm ăn kinh doanh. Với những tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, tình cảm dạt dào, tạo thành động lực cho đôi lứa cùng cố gắng. Với những tuổi Tân Mão, mệnh mộc, có thể tranh thủ mở rộng quy mô kinh doanh hay hợp tác làm ăn. Với những tuổi Quý Mão, mệnh kim, biết tận dụng lợi thế để đạt được cơ hội tài lộc. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 55 và số 16. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy chính quan che chở cho người tuổi Thìn, hãy cứ mạnh dạn đưa ra chính kiến, đừng quá dè dặt làm gì, bạn sẽ bất ngờ với những thành quả của mình đạt được. Có thể có những người phản đối, nhưng đó lại là lúc bạn có thêm kinh nghiệm để chỉnh sửa ý tưởng của mình. Tài vận của người tuổi Thìn ở mức khá, lương và thưởng đều có dấu hiệu tăng. Việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Nhưng nếu hôm nay đầu tư kinh doanh hay mở rộng vào lúc này thì cần phải chú ý đề phòng, kiểm soát tài chính, nếu không sẽ bị thất thoát. Ngoài ra, chuyện tình cảm ở thời điểm này
trở nên khó khăn hơn với bản mệnh. Con giáp này mệt mỏi trước những yêu cầu của đối phương, cảm thấy chán nản khi người ấy chẳng chịu thông cảm cho mình. Mối quan hệ đứng trước sóng gió có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Với cái tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, nên mạnh dạn đầu tư kiếm lời, để tiền đẻ ra tiền, tương lai giàu có sung túc. Với cái tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, bạn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc. Với cái tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, có cơ hội được nâng đỡ trong nhiều công việc. Với cái tuổi Canh Thìn, mệnh kim, đường tình duyên chắc trở, đôi lứa nhiều mâu thuẫn. Với cái tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, nhận được tiền thưởng hoặc các khoản lãi đầu tư. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 24. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy tam hội giúp con giáp tuổi Tỵ ngày chủ nhật này có nhiều thời gian nghỉ ngơi bên gia đình nhỏ của mình. Cả gia đình có thể quây quần nấu nướng, chuẩn bị cho một bữa ăn thật ngon lành, vui vẻ bên nhau. Thiên tài che chở cho thấy cơ hội để bản mệnh thành công trong các dự án đầu tư hôm nay rất cao. Nhiều người tìm thấy vận may để trúng thưởng hay phát tài. Với một số người lúc này, họ tiết kiệm và tích lũy được một số tiền đáng kể, chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai. Chuyện tình cảm nhờ hỏa sinh thổ nên nguyện vọng của bạn sẽ sớm thành hiện thực. Những người đã có đôi có cặp cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh nhau. Người độc thân cũng mạnh dạn hơn trong việc chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình. Với những tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, có nhiều cơ hội để kiếm tiền về tay. Với những tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, đường làm ăn hanh thông, tài lộc có thu hoạch bất ngờ. Với những tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, đường quan lộc hanh thông, tiền bạc dư giả. Với những tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, tình cảm hư hao, không có nhiều khởi sắc. Với những tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, nên nhân cơ hội này để mở rộng quy mô kinh doanh. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 73. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy tam hội nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ biết đây là ngày thích hợp cho các hoạt động tương tác giao lưu. Đó là cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên nên rạch ròi giữa quan hệ bạn bè và công việc, tránh bị yếu tố tiền bạc gây ảnh hưởng. Lục hợp quý nhân trợ mệnh, người tuổi Ngọ có một ngày làm việc năng suất và hăng say. Đây chính là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành triển khai các kế hoạch mới, tạo tiền đề vững chắc cho bước tiến xa trên con đường công danh bổng lộc. Sự hào hứng và niềm đam mê bất tận với công việc cũng là yếu tố mang lại thành công cho con giáp này. Hôm nay là ngày may mắn của người tuổi Ngọ, nên hãy bắt tay làm bất cứ công việc gì. Quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Chính tài cũng báo hiệu bản mệnh có tình hình tài chính khá dư giả. Với những tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, đón nhận vận may tin vui liên quan tới tiền bạc, công việc. Với những tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, được giới thiệu cho những mối hợp tác đầu tư đầy triển vọng. Với những tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch xây dựng từ trước.
Với những tuổi Canh Ngọ, Mệnh Thổ, người làm công việc cố định nhận được nhiều sự trợ giúp từ những người xung quanh. Với những tuổi Nhâm Ngọ, Mệnh Mộc, tình cảm hạnh phúc, gia đình đầm ấm. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 46. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, thiên quan khuyên bản mệnh chớ nên nóng nảy, chủ động mâu thuẫn với kẻ tiểu nhân hoặc quan lại xấu trong chính quyền. Một điều nhịn là chín điều lành, điều gì có thể cho qua thì nên cho qua vào ngày hôm nay. Làm to chuyện chỉ khiến bạn vướng vào nhiều rắc rối lớn hơn. Ngoài ra, bản mệnh cần tỉnh táo hơn trong những vấn đề về tài chính. Bạn mù quáng làm theo những điều mình thích, thỏa thê mua sắm chẳng tiếc tay, khiến cho tiền bạc kiếm được trong tay chẳng mấy mà tan biến thành mấy khói, chẳng giữ lại được gì cho mình. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, đừng vội đổ hết tội lỗi cho người khác. Bản mệnh cũng cần xem xét lại chính bản thân mình, xem rằng mình cần phải sửa đổi những tính xấu nào. Quá trình tự kiểm điểm cũng giúp bạn tiến bộ hơn. Với những tuổi Ất Mùi, Mệnh Kim, năng nhặt chặt bị, tiền của ai người đó lo. Với những tuổi Đinh Mùi, Mệnh Thủy, nên thận trọng trong các quyết định tiền bạc. Với những tuổi Kỷ Mùi, Mệnh Hỏa, dễ có nguy cơ mất tiền hao của. Với những tuổi Tân Mùi, Mệnh Thổ, không tiếp tục cố gắng thì rất dễ bị thụt lùi và bỏ lại phía sau. Với những tuổi Quý Mùi, Mệnh Mộc, không nên cố tình che giấu sai sót hoặc vấn đề khó giải quyết. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 77 và số 38. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, hôm nay công việc của Thân ảnh hưởng từ chính ấn nên sẽ thuận lợi cho những người đang đi học hoặc làm ở vị trí cao. Bạn thông minh và làm việc có tâm nên được nhiều người kính nể, tự mình tạo ra những cơ hội thể hiện bản lĩnh. Cảm hứng làm việc là điều vô cùng quan trọng, tạo động lực để những chú Thân sáng tạo, đưa ra nhiều ý tưởng, nhiều giải pháp cho công việc được ngày càng trôi chảy hơn. Mọi thứ xung quanh đều khiến bạn cảm thấy hứng thú và muốn khám phá nhiều hơn nữa, giúp bạn làm tốt công việc của mình hơn nữa. Hồng Loan giúp đường tình duyên của con giáp này nở hoa rực rỡ. Bạn hạnh phúc khi dù chuyện gì xảy ra cũng luôn có người ấy thấu hiểu mình để chia sẻ, đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, dường như bạn quên hết muộn phiền âu lo. Với những tuổi Giáp Thân, Mệnh Thủy, có khả năng cải thiện tình hình tài chính rõ rệt. Với những tuổi Bính Thân, Mệnh Hỏa, hãy có cách sử dụng đồng tiền đúng đắn, đừng chi tiêu phung phí. Với những tuổi Mậu Thân, Mệnh Thổ, điềm báo tiểu nhân phá hoại, công việc kém suôn sẻ. Với những tuổi Canh Thân, Mệnh Mộc, tiền bạc ổn định, đủ tiêu đủ chi cho những việc cần thiết. Với những tuổi Nhâm Thân, Mệnh Kim, biết quý trọng tình yêu của mình. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 21. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ:
giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, thiên ấn trợ lực, hợp tác làm ăn kinh doanh của người tuổi Dậu diễn ra khá suôn sẻ. Nhìn chung hôm nay, bạn có thể bỏ túi không ít lợi nhuận, tinh thần phấn khởi, không có điều gì phải lo lắng thái quá. Con đường thăng tiến của người tuổi Dậu cũng mở ra trong ngày. Bạn đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình trong công việc và tiềm năng phát triển trong tương lai. Những lời tán thưởng đó cũng là động lực để con giáp này tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Phương diện tình cảm cũng khá ổn định. Bạn luôn khéo léo trong việc dung hòa các mối quan hệ, lên được lòng mọi người xung quanh, duy trì những kết nối rất hữu ích trong cuộc sống. Ngày này, các cặp đôi nếu có đang giận dỗi nửa kia thì cũng sẽ nhanh chóng làm hòa. Về những tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, vô tình làm người khác phật lòng vì câu bông đùa vô ý. Về những tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, cẩn trọng với kế hoạch tài chính của mình. Về những tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, kinh nghiệm đôi khi quý giá hơn cả tiền bạc. Về những tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, đầu tư nhiều thời gian hơn cho công việc. Về những tuổi Quý Dậu, mệnh kim, đào hoa nở rộ, tình duyên như ý. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 59. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, ngày Phạm tương phá, con giáp tuổi Tuất có thể gặp phải một số phiền phức trong công việc do có kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay. Bạn vốn không phải là người quảng giao, cũng không giỏi về ăn nói, nên có thể có những lúc không đủ khéo léo, lời nói thẳng thắn khiến người khác mất lòng. Nhưng những người thân quen với bạn đều biết rằng những điều bạn góp ý chỉ là suy nghĩ thật lòng, muốn người khác tốt hơn nên mới bỏ công góp lời mà thôi. Chính quan xuất hiện trong ngày hôm nay, con giáp tuổi Tuất có thể thở phào nhẹ nhõm khi đường công danh sự nghiệp có nhiều khởi sắc rõ rệt. Con giáp này có thể tìm được những cơ hội phát triển cho mình nhờ vào năng lực của chính bản thân mà chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Người tuổi Tuất có khả năng ứng biến với nhiều tình huống phức tạp. Tuy nhiên hôm nay va phải tương hình thì bạn lại quá ngạo mạn và thường gây gổ với những người không đồng quan điểm với mình. Bạn không nên hành xử nóng nảy gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Với người tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, cần học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Với người tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Với người tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, hãy có cách chi tiêu và đầu tư hợp lý để tiền đẻ ra tiền. Với những tuổi Canh Tuất, mệnh kim, đạt nhiều thành tích tốt với những nỗ lực suốt thời gian qua. Với những tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, có thể nhận được những khoản tiền ngoài dự liệu. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 85. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình.
Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Hợi trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, quan hệ tam hợp khá tốt và điều này có ảnh hưởng rất lớn tới tử vi của người Tuổi Hợi trong ngày hôm nay. Bản mệnh tràn đầy nhiệt huyết, khá hăng say làm việc, hiệu suất công việc cũng khá cao. Bên cạnh đó, sự nhiệt tình của người Tuổi Hợi cũng khiến đồng nghiệp phải đồng cảm. Nhờ vậy mà bản mệnh có mối quan hệ khá tốt với mọi người. Chuyện tình cảm gia đình có được cục diện tốt và bạn hoàn toàn có thể nhận được sự quan tâm và tình cảm yêu thương của mọi người. Đặc biệt là với những người độc thân, bạn thể hiện được sức hút của mình. Vì thế nên dù không có nhiều cơ hội gặp gỡ giao lưu với người khác đi chăng nữa, bạn vẫn có thể nhận được những lời mời làm quen kết bạn của nhiều người. Tỷ kiến xuất hiện khiến con giáp này lao đao về tiền bạc. Bản mệnh hôm nay cần bình tĩnh và tỉnh táo trước khi quyết định đưa ra những lựa chọn, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới tài chính. Những dự định đầu tư cũng nên được tính toán lại một cách cẩn trọng để tránh rủi ro. Với những tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, bạn đủ háo hức để khám phá nhưng phải nhớ cẩn trọng đấy nhé. Với những tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, hãy tin tưởng vào điểm mạnh của mình. Với những tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, có tiền thì nhớ tới việc tiết kiệm phòng thân. Với những tuổi Tân Hợi, mệnh kim, đôi khi đừng vì nể mặt nhau mà cho vay mượn tiền nong. Với những tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, chớ lo phiền về tiền bạc sẽ ổn cả thôi. Sự nghiệp của người Tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 07 và số 44. Về giờ tốt cho người Tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp Tuổi Hợi trong ngày 19 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.